Sao con không nhớ nữa ta? Nhưng mà thực ra là câu chuyện bắt đầu từ trong hội trường trước. Hình như là Isaac nhớ là Sơn Tùng có khen bộ quần áo Isaac mặc rất là đẹp. Rồi sau đó thì Isaac cũng có hỏi thăm sức khỏe Sơn Tùng. Rồi khi ra ngoài cánh gà thì hình như là Isaac nhớ là Sơn Tùng mặc khá là căng thẳng. Cho nên là Isaac có nói là ok em cười lên đi. Tại vì thực ra thấy cậu nhóc đó là tội nghiệp của vai đang bệnh.